nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, ngày 13 tháng 1 năm 2022, trên trang web Việt Catholic News có đưa tin về một nhà thờ bị trộm cắp thùng tiền dân cúng, đập phá các ảnh tượng và xúc phạm nghiêm trọng mình Thánh Chúa. Chi tiết nguồn tin chúng con mời cộng đoàn cùng theo dõi. Tuyên bố của giáo phận Saint-Denis về vụ trộm cắp và đập phá các ảnh tượng tại nhà thờ Saint-Pierre ở Bondy ngày 10 tháng Giêng năm 2022. Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là thánh lễ phạt tạ đã được cử hành vào hôm thứ Ba, ngày 11 tháng Giêng lúc 7 giờ tối, do Đức cha Pascal Delannoy, giám mục giáo phận chủ tế, cùng các linh mục trong giáo phận. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Hai tháng Giêng, Đức cha Pascal của giáo phận Saint-Denis cho biết như sau. Trong khoảng từ đêm Chủ nhật đến sáng thứ Hai, ngày 10 tháng Giêng, nhà thờ Saint-Pierre ở Bondy đã bị trộm cắp và đập phá. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, ngôi thánh đường này được mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Hôm Chủ nhật ngày 9 tháng Giêng, cha Josely Bertifis, phó xứ, đóng cửa nhà thờ lúc 7 giờ tối. Ngày hôm sau, một tình nguyện viên đã mở cửa một vài phút trước 8 giờ sáng, trước khi đi làm. Anh ta ngay lập tức nhận thấy rằng các hòm tiền của nhà thờ đã bị cưa bằng máy mài để lấy trộm tiền. Được cảnh báo, cha Bertifis đã đến hiện trường và quan sát những thiệt hại khác. Một cửa sổ kính màu bị vỡ, nhà tạm bị đập nát, bể tung và trống rỗng bên trong. Phòng thánh có cửa bị hỏng và nơi có các đồ đạc phụng vụ khác đã bị đánh cắp. Máy tính xách tay bị lấy mất, căn phòng bị lục tung. Cuối buổi sáng, cảnh sát khoa học hình sự phân tích hiện trường đã đến. Tiếp theo là các đội kỹ thuật của tòa thị chính. Giáo phận Saint-Denis and Friends đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát. Kính thưa cộng đoàn, qua những chi tiết chúng con kể trên, chúng ta cũng thấy được phần nào sự ngang tàn, liều lĩnh của tên trộm. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Xin cho những kẻ lầm lạc được Chúa dắt dìu về đường ngay nẻo chính. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.